du lịch Phú Quốc đã phục hồi sau dịch với rất nhiều đường bay thẳng đến Phú Quốc và các khu vui chơi cũng mở cửa sau dịch. Nếu sắp đến bạn đang chuẩn bị một chuyến du lịch đến Phú Quốc để giải tỏa căng thẳng sau Tết, hãy cùng với Lock du lịch khám phá những địa điểm du lịch Phú Quốc mở cửa sau dịch bạn nhé. Chơi VinWonder Phú Quốc. VinWonder Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc mở cửa sau dịch đầu tiên để đón khách du lịch. Ngay từ những ngày đầu khai trương thì VinWonder Phú Quốc đã trở thành địa điểm du lịch Phú Quốc đầy hấp dẫn dành cho khách du lịch trong nước lẫn quốc tế. VinWonder Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất ở Việt Nam và nằm trong top đầu châu Á. Nhưng không khó hiểu khi sau khi hết dịch thì khách du lịch đến VinWonder Phú Quốc lại đông đúc như thế. VinWonder Phú Quốc là một phần của siêu quần thể Phú Quốc United Center rộng lớn và rất nhiều hạng mục giá trị. Ngoài ra, khi bạn mua vé vui chơi tại VinWonder Phú Quốc thì bạn sẽ được vui chơi không giới hạn với hơn 100 trò chơi lấy ý tưởng từ 12 nền văn minh vĩ đại của thế giới. VinWonder Phú Quốc thì nằm ở phía bắc của đảo, cho nên bạn có thể di chuyển từ thị trấn Dương Đông lên bắc đảo khoảng 30 km. Khi vui chơi tại VinWonder Phú Quốc, bạn như được bước vào một thế giới cổ tích đầy diệu kỳ, mang đậm kiến trúc châu Âu trung cổ đầy độc đáo và choáng ngợp. Vườn thú bán hoang dã Safari Phú Quốc. Vinpearl Safari Phú Quốc là địa điểm du lịch tại Phú Quốc mở cửa sau dịch, chào đón những du khách đầu tiên đến đảo Phú Quốc. Safari Phú Quốc là vườn thú nuôi dưỡng và bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất tại Việt Nam. Bạn chỉ cần mua một tấm vé Safari Phú Quốc duy nhất là đã có thể khám phá được toàn bộ công viên, chăm sóc, bảo tồn động vật Safari Phú Quốc rồi đó. Điểm ấn tượng nhất của địa điểm du lịch Phú Quốc này chính là vườn thú lớn nhất ở Việt Nam với diện tích hơn 500 hectare, có hơn 3.000 cá thể thuộc 150 chủng loài. Và nếu bạn muốn khám phá toàn bộ VinWonder Phú Quốc và Safari Phú Quốc trong một ngày thì nên mua vé combo để có giá ưu đãi hơn nhé. Vườn thú Safari Phú Quốc thì quá nổi tiếng với khách du lịch trong nước lẫn quốc tế, vì đây đích thị là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc sau dịch rất là hấp dẫn nha. Grand World Phú Quốc. Grand World Phú Quốc có diện tích lên đến 85 hectare, cực kỳ rộng lớn, nên đi mãi mà chưa thấy hết. Chính vì có quá nhiều hạng mục, cho nên chắc hẳn sẽ là địa điểm du lịch Phú Quốc mở cửa sau dịch mà bạn nên đến đấy nha. Grand World Phú Quốc là nơi bạn được thả hồn với những dòng sông tĩnh lặng giữa phố phường Venice cổ kính. Grand World Phú Quốc thì nằm ngay gần Casino Phú Quốc. Tại Grand World Phú Quốc thì du khách sẽ được khám phá và tận hưởng những điểm đến nổi tiếng thế giới như là sông Venice của Ý, phố đèn lồng Shanghai, Trung Quốc, mái vòm ánh sáng Clare Quay, Singapore. Cũng nằm ở phía bắc đảo của Phú Quốc, cho nên từ Grand World Phú Quốc thì các bạn có thể đến những địa điểm du lịch Phú Quốc đầy hấp dẫn khác như là VinWonder Phú Quốc, Safari Phú Quốc, Casino Corona, v.v. Các hòn đảo hoang tại Phú Quốc. Phú Quốc còn được mệnh danh là đảo Ngọc và Phú Quốc cũng là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Đảo Phú Quốc cũng là hòn đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây. Xung quanh đảo lớn Phú Quốc thì còn có rất nhiều những hòn đảo nhỏ khác rất đẹp và hoang sơ. Nhưng hòn đảo hoang sơ nhất ở Phú Quốc thì thích hợp cho chuyến du lịch Phú Quốc sau dịch chính là hòn Móng Tay, hòn Mây Rút Trong, hòn Mây Rút Ngoài và hòn Gầm Ghi. Toàn bộ những hòn đảo này đều là những đảo nhỏ nằm khuất với đường vận chuyển hàng hải, cho nên ít tàu bè qua lại và vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên nhất của nó. Khi đến những hòn đảo hoang tại Phú Quốc này, bạn sẽ được chìm đắm trong một không gian hoang vu với hàng dừa xanh, bãi cát trắng và biển xanh ngắt. Đến những hòn đảo hoang sơ tại Phú Quốc này, vào thời điểm nào thì cũng đều có khí hậu mát lành, thời tiết dễ chịu, nghỉ dưỡng tuyệt vời. Những hoạt động thú vị nhất khi đi du lịch Phú Quốc chính là câu cá trên biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản. Bãi Sò Phú Quốc. Du lịch Phú Quốc thì không tắm biển thì quá thiếu sót đấy nhá. Bãi Sò Phú Quốc thì vẫn luôn nổi tiếng là bãi biển cát trắng đẹp nhất ở Phú Quốc. Đảo Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp, dù là bãi biển cát vàng hay là bãi biển cát trắng tại Phú Quốc thì cũng đều đẹp. Bãi Sò thì thuộc thị trấn An Thới, cách thị trấn Dương Đông cỡ 20 km, nên thường được kết hợp tham quan với những địa điểm du lịch Phú Quốc ở phía Nam khác. Bãi Sò cũng được mệnh danh là thiên đường bãi tắm ở Phú Quốc.
Biệt danh này là do khách du lịch đặt đấy nhá. Sau khi hết dịch thì chắc hẳn ai cũng bức bối lắm, cho nên đến bãi sao tắm biển sẽ không khiến bạn phải thất vọng đâu. Bãi sao thì là nơi sầm uất và cũng là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch nhất. Sau dịch rồi đi du lịch Phú Quốc thôi nào. Cáp treo Hòn Thơm. Cáp treo Hòn Thơm là một trong những địa điểm du lịch Phú Quốc đầy hấp dẫn, mở cửa sau dịch. Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc có chiều dài là 7.899,9m, xuất phát từ ga An Thới qua đảo Hòn Dừa, Hòn Giỏi và kết thúc ở Hòn Thơm. Với hành trình dài như thế, cho nên bạn sẽ được thu vào tầm mắt những gì tinh hoa nhất của biển trời Phú Quốc. Hòn Thơm thì thuộc quần đảo An Thới và là hòn đảo lớn trong số những hòn đảo nhỏ tại Phú Quốc. Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 giây hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay. Với mua vé cáp treo Hòn Thơm và trên hành trình di chuyển từ ga An Thới thì bạn sẽ rất là bất ngờ trước những điều đặc biệt tại cáp treo Hòn Thơm. Cáp treo Hòn Thơm là hạng mục đầu tiên tại quần thể vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm Nature Park. Tổng số cabin của cáp treo Hòn Thơm là 70 cabin, cho được khoảng 30 khách trên một cabin. Một năm thì công suất của cáp treo Hòn Thơm bằng 8 triệu lượt khách trên một năm, nên sẽ rất là thiếu sót nếu bạn bỏ qua cáp treo Hòn Thơm khi đi du lịch Phú Quốc sau dịch đấy nhá. Suối Tranh Phú Quốc. Suối Tranh Phú Quốc dù không phải là địa điểm du lịch Phú Quốc có thể vui chơi, nhưng mà đây là nơi tham quan sinh thái lý tưởng khi Phú Quốc đón khách sau dịch. Suối Tranh thì nằm cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 9 km về phía đông nam. Khoảng cách rất gần, cho nên bạn có thể đi Suối Tranh tự túc hay là theo tour City Phú Quốc thì cũng đều hợp lý nhá. Suối Tranh thì là con suối đông khách ở Phú Quốc, và được coi là một trong những điểm đến tự nhiên hoang sơ nhất ở trên đảo. Suối Tranh tạo nên từ nhiều dòng suối nhỏ len lỏi qua rừng cây khe núi. Suối Tranh thật sự là một bức tranh tuyệt đẹp của chốn núi rừng hoang sơ ở Phú Quốc. Suối Tranh là một trong những dòng suối đẹp nhất tại Phú Quốc và là một điểm đến thu khách du lịch. Mặc dù không phải là dòng suối lớn nhất, nhưng mà Suối Tranh vẫn là con suối nổi tiếng nhất vì thuận tiện đường đi cho khách du lịch. Những địa điểm du lịch Phú Quốc sau dịch mở cửa lại cũng khá là nhiều và đã đón khách cũng được ít lâu rồi. Vậy thì hãy nhanh chóng lên kế hoạch du lịch Phú Quốc sau dịch để giải tỏa căng thẳng sau những ngày tháng gò bó tại nhà bạn nhé. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.